Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin thưa với các bác, đó chính là cái hình ảnh với nhân vật còn rất trẻ, 21 tuổi, liên quan tới hai cháu bé bán kẹo cao su mà bị bắt cóc đó. Thì hôm nay một cái thông tin có thể nói thật sự là chấn động và thật sự rất là đau lòng. Và tôi chỉ có thể nói rằng là hai cháu bé đã rất may mắn. Hai cháu bé đã rất may mắn. Mẹ và gia đình của cháu bé cũng rất may mắn. Và cái việc này lại cũng nhờ cái sự hỗ trợ thứ nhất là của cộng đồng mạng. Nếu không có sự lên tiếng cộng đồng mạng thì có thể nói rằng là thông tin không được lan rộng đến như vậy và không được một sự chỉ đạo quyết liệt đến như vậy. Và chúng ta cũng cảm ơn các chiến sĩ công an đã có thể nói rằng là đã vào cuộc với 200 người quyết tâm rất nhanh và đã tìm ra được trước khi hậu quả kinh hoàng nó xảy ra. Cùng là con người với nhau, tại sao mà người ta lại có thể đối xử với nhau như thế? Thông tin mới nhất thì xin thưa với các bác như thế này, đó chính là việc mà công an đã khởi tố và bắt giam cô gái đã dẫn dụ hai bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để nhằm mục đích là gì? Nhằm mục đích là khiêu dâm. Xin thưa với các bác. Công an quận 1 thì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một cô gái tên rất đẹp, đó là Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, để điều tra về tội sử dụng người dưới 16 tuổi và mục đích khiêu dâm. Vào ngày 10 tháng 4, tức là hôm nay, thì cơ quan cảnh sát thì đã khởi tố vụ án và bắt bị can. Và theo nguồn tin, thì căn hộ mà Phạm Huỳnh Nhật Vi ở tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 122, quận Bình Thạnh, là do một người đàn ông nước ngoài thuê ngắn hạn. Sau đó, người này chuyển tiền cho Vi với mục đích tìm các bé gái để quay clip khiêu dâm. Quá trình trích xuất camera thì phát hiện khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 4, Vi cùng hai bé về tới sảnh chung cư bằng xe taxi. Tình trạng hai bé thì bình thường, không có biểu hiện hoảng sợ. Vi dẫn hai bé vào căn hộ, rồi sau đó Vi một mình đi xe công nghệ quay lại đường Đồng Khởi để lấy xe máy gửi tại đây ở trước đó. Sau đó trở về chung cư thì Vi gửi xe ở hầm rồi vào căn hộ và trong đó đi đến và vào căn hộ và ở suốt ở tại đó cho tới khi mà công an vào. Ban đầu thì Vi khai thấy hai bé tội nghiệp nên dẫn về ở chung, nhưng sau đó thì công an phát hiện trong điện thoại của Vi có một số nội dung nghi vấn có liên quan đến người đàn ông thuê căn hộ hiện đang ở nước ngoài và cần làm rõ. Trước đó thì tại buổi họp báo thì Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết bước đầu thì Vi đã sử dụng lợi ích vật chất như là bánh kẹo, thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ và giữ hai cháu ở lại chung cư, không có dấu hiệu đánh đập, bạo hành. Và như đã thông tin thì chiều ngày 6 tháng 4 thì Công an phường Bến Nghé đã tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Chi là 27 tuổi trình báo về việc thất lạc hai con ruột 7 tuổi và 3 tuổi tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối mùng 3 tháng 4. Công an quận 1 thì đã tổ nhất ấy, thì đã chỉ đạo cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường Bến Nghé để khẩn trương xác minh ban đầu. Và công an thì đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự PC02 và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với công an quận nhất và huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương truy tìm tung tích hai cháu bé. Và sau đó thì bằng những nghiệp vụ thì công an đã phát hiện như vậy. Thì 20 giờ ngày 3 tháng 4, một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai bé không có người trông coi tiếp cận và dẫn dụ hai cháu đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận nhất sang quận 8. Và sau đó thì bắt taxi công nghệ đưa hai cháu về chung cư Sài Gòn Pearl. Và lực lượng đã khống chế đối tượng, giải cứu hai cháu bé an toàn, khỏe mạnh và trao trả cho mẹ ruột. Đấy là những cái thông tin có thể nói rằng là mới nhất. Và thật sự là rất đau lòng. Nếu như không kịp thời thì có lẽ hai cháu đã trở thành một cái nạn nhân của cái đường dây gọi rằng là khiêu dâm xuyên quốc gia. Và số phận hai cháu có lẽ sẽ rất là bi thảm. Cái bi thảm ở đây, xin thưa các bác, nhiều khi nó không phải là cái chết mà nó là cái danh dự bị bạo hành, bị nọ kia, vân vân. Những cái thứ đó nó trở thành nỗi ám ảnh, là cái nỗi đau suốt cả cuộc đời và rất khó có thể phai nhòa. Rất khó có thể phai nhòa.
Như vậy thì cô này đã khai man, không giống như là một thứ mà chúng ta nghĩ về những cái điều tốt đẹp. Đấy, ít nhất cũng làm một kiểu như là trầm cảm, ít nhất thì cũng làm như kiểu là vân vân. Và đây là một cái đường dây có tổ chức, có tổ chức. Mỗi lần thông tin hé lộ, chúng ta sẽ được dẫn dụ đi và chúng ta sẽ thấy rằng là thật sự xin thưa các bác, đây là một cái việc kinh hoàng, kinh hoàng. Và qua đây chúng ta có thể thấy qua đây chúng ta có thể thấy rằng là tội phạm bây giờ nó có những cái mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta. Và nếu như cái cô này mà không xóa, nghĩa là mà xóa đi những cái tin nhắn, xóa đi những cái chứng cứ ở trong điện thoại, thì có lẽ chúng ta còn nghĩ một vài cái điều gì đó lạc quan. Nhưng không phải. Lời khai mà bị mâu thuẫn, lời khai mà không hợp với một số cái trong điện thoại, thì rõ ràng đây là một lời khai dối trá. Người ta đã vạch ra một cái sự âm mưu kinh hoàng như vậy. Và thật sự có một cái điều rất là may mắn. Thế cho nên ý, sức mạnh của cộng đồng mạng, tôi nghĩ rằng là một trong những cái sức mạnh có thể nói là quan trọng. Công an có lẽ rất khó để có thể tìm thấy cháu bé nếu như không có hai cái. Một là thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề. Chúng ta nên nhớ rằng là từ ngày mùng 3, mùng 4 ấy, thì cháu bé đã bị bắt ở buổi tối hôm đó rồi. À, nhưng mà bởi vì mẹ của cháu là một người nghèo và cũng không có hiểu biết mấy vì bán cáp kéo, bán cái cao su vân vân. Cho nên là mãi đến tận mùng 6 mới viết cái đơn trình báo. Nhưng cộng đồng mạng thì đã rầm rộ cái thông tin này là từ hôm tối mùng 3 rồi. Và từ hôm tối mùng 3 thì khắp các trang mạng đã chia sẻ những câu chuyện đó. Và chắc là nhờ những cái lời khuyên như vậy thì mẹ của cháu bé đã mới đến công an phường Bình An để trình báo. Và từ đó có cái sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Suốt mấy ngày trời cháu bé ở đó. Và đặc biệt chúng ta thấy cái tác dụng của camera. Bởi vì người ta, tại sao người ta nói rằng là dẫn dắt qua nhiều tuyến đường, là bởi vì người ta có thể đã trích xuất từ cái lúc camera ở trong đó, rất nhiều những đoạn camera ở khắp nơi trích xuất ra, phát hiện ra rồi bám dấu vết theo đấy, rồi từ đó lần được tận về đến chung cư. Ví dụ đến khi cô bắt taxi chẳng hạn, thì đó là taxi công nghệ, thì họ sẽ phải phối hợp với cả các bên để xem rằng là có cái cuốc xe nào ở đó, sau đó hỏi các tài xế vân vân, thì từ đó mới thấy rằng là về được cái địa điểm là cái chung cư đấy và trích xuất các camera tại các chung cư đó, thì người ta mới tìm được đến tận phòng và tận chỗ ở vân vân. Như vậy camera là một trong những cái biện pháp vô cùng quan trọng, và tôi nghĩ rằng là camera cũng nên đặt tại một số các cơ quan công quyền, đặt tại các phòng hỏi cung, và camera nên đặt ở khắp nơi để mà chúng ta thấy rằng là không gì giấu được, không gì giấu được, và nó hỗ trợ đắc lực trong các vụ án. Thường thường thì nhiều khi camera là đến vào một số cơ quan là vào đến cổng hết rồi, không trích xuất được nữa, hoặc rằng là có một cái có thì nhiều khi là cũng bị một cái nó gọi rằng là hết thẻ nhớ, hay rằng là bị xóa hoặc là bị lỗi kiểu kiểu đó. Đấy là cái mà chúng ta thấy, và rõ ràng đây là một câu chuyện thật sự mình phải nói rằng là rất là may mắn, rất là may mắn, cực kỳ may mắn cho gia đình. Và cái view này của những kẻ này thật sự là những kẻ mà tội ác của nó lên tới cùng cực. Chúc mừng hai cháu bé, chúc mừng người mẹ và người thân của cháu bé. Cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn các chiến sĩ công an, nhưng đồng thời chúng ta phải lên án những cái kẻ mà táng tận lương tâm như thế này, dùng trẻ em ra để làm những cái trò biểu như thế. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.